Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tối ngày 7 tháng 10 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang và cho biết phía Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt giữ này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói việc bắt giữ bà Phạm Đoan Trang có thể ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam và rằng Mỹ hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của họ phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Blogger 42 tuổi Phạm Đoan Trang, một tác giả đối lập nổi bật trong nước, bị công an bắt tạm giam hôm 6 tháng 10 tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Việc bắt giữ này diễn ra vài giờ sau khi Mỹ và Việt Nam kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền hôm 6 tháng 10. Giới tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam tại Mỹ xem đó như là một động thái thể hiện thái độ rõ ràng của Hà Nội về nhân quyền, đặc biệt trong bối cảnh trước Đại hội Đảng 13 ở Việt Nam và bầu cử Tổng thống tại Mỹ. Được biết, trước khi bị bắt, bà Phạm Đoan Trang có trao cho viên chức lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh bản báo cáo đồng tâm mà bà là đồng tác giả, viết về vụ đụng độ giữa công an và người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hồi đầu tháng 1 năm nay do tranh chấp đất đai khiến ông Lê Ninh Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng.